Hello everybody. Okay, now we learn the new word first. Unit 19. Chà. Chà. Đã biết về cái chữ noun. Kilo. Kilo. Mình đã biết bình về cái kilogram. Đã biết chữ noun. Box. Box. Và đã biết chữ noun. Bunch. Bunch. Đã biết chữ noun. Packet. Packet là pigeon noun. Toothpick. Toothpick là pigeon noun. Tissue. Tissue là pigeon noun. Pickle. Pickle là pigeon noun. Beef. Beef là pigeon noun. Sunglasses. Sunglasses là pigeon noun. Grass helmet. Grass helmet là pigeon noun. Envelope. Envelope là pigeon noun. Discount, discount là pigeon verb, rồi cả adjective noun mà ta. Hire, hire là pigeon noun. Rubber glove, rubber glove là pigeon noun. Broom, broom là pigeon noun. Mop, mop là pigeon noun. Pigeon verb mình nên là chun xong ạ. Plastic bag, plastic bag. Pigeon noun, dustpan, dustpan. A pigeon noun, spong, and a spang, spang, spang. A bong yun. Hello, everybody. Okay, now, chapter 7. Running, errand. Unit 19, wedding. Nó còn mình đến cái mình cùng nó giving detail about preparing for a party. Hai nâng bồn dù bản thân tiếp ông bì defining relative clause. À vậy tớ dương hào ta defining relative clause. Nó còn mình đến thì đọc bằng bốn. Ok ta. A wedding ni mình thì api pipi, mình là karipka. A wedding, preparing for the big day, karip chom sumrap ngay thom, ngay thom khi chom sumrap từ lâu ngay api pipi, ngay bon, nó là big day, how special day. Mr. Perret and Miss Mom are getting married. Lord Perret hay nâng cả nhà Mom đang rịp cả. Tell your partner, Prap. Đại cụ rồi bỏ nẹ, ông Pí, à Pí Pí, đã lo bằng phận. Đại nẹ bàn chủ rủ. Listen to what the mother. Đáp từ mà đài là bộ vật thí, bạp vật thí ở vầy đài nét trâu cả. Does vật thí have to go to supermarket? Ta vật thí trâu tại tàu xa tầm lớp thế. Đó, đáp từ ngọt thí. Tape script 7.19.1. Mr. Perret and Miss Mom will be back at 2 p.m. and we still have so much to do. While your father and I are washing the dishes from the morning's wedding breakfast, I need you to go to the market and to the store and buy a few more things. Okay, Mom. What do you need? I need 2 kilos of beef. Buy it from the butcher. Which butcher? Buy it from the butcher who wears the black hat. He has a son who goes to your school. His wife is the woman who won the lottery. He also has a sister who has very short hair. Oh, of course. I know that butcher. Don't forget to buy 10 packets of toothpicks. Go to the store where the old lady works behind the counter. 2 old ladies own stores in town? Which old lady, Mom? The old lady who wears sunglasses. She is really nice. The old lady who doesn't wear sunglasses is horrible. Anything else?
Buy 72 cans of soda from the market and 6 boxes of tissues. The woman that owns the store with the yellow umbrella will give you the best price. Don't go to the woman who owns the store with the purple umbrella. Her soda is too expensive. Anything else? Yes, I need a jar of pickles. Buy the pickles from the man that has one leg. Do you know him? Yes, of course I do. Is there anything else? Yes, go to the florist and buy 10 bunches of flowers. Buy the same flowers as we bought last week. If you are unsure, speak to the woman that works there. She will remember. Which woman, Mom? The woman that drives the big motorbike. She is the woman who married a foreigner last year. Oh, yes, I know her. Here's the money to pay for a remote. Ask the driver who owns the old remote with the blue teddy bear on the roof to take you. He's very quick. Okay, Mom. Bye. End of tape script. Chừng mình to bị bồn sẽ đọc mơ ta vượt thí trở tại tàu xa tùm nơ ra được tế. Hãy mạ rồi bỏ con ấn cư ban ở con tình ấy kì. Vẫn đọc ra tế. Mạ rồi bỏ con ở tàu cái lãnh butcher tình sạch ấy kì. Complete the description. Bông bênh ca bỏ ra lý chì mùi bị mùi bị bỏ ọc. Write the answer in the notebook. Write the complete sentences. Số C bây giờ ở bên lệnh complete nếu mình đọc bằng bên lệnh nhé. Bên bằng bên nhé. Cha, cha nó cả lo hay nó cha. Kilo, bọc, bánh, bánh nó bạch. Packet, cái chọc, can nó cứ gặp bóng. Just a packet of toothpick. Trong giới tha chơi chặt mình một cái chọc. Để cho hãy cái này, a can of soda, a bunch of flour, a kilo of beef, tissue, cái, a box of tissue, pickle, chuột. Mình để thả jar, a jar of pickle, chuột mà cái lò. Listen again and complete the sentences. Chúng bọn ai xa đạp xa lăng vĩnh. Ai bùng bình cái lại này mất. He had a son quạt miên côn bọn mà nè. Go to your school. Tao sẽ là riêng bọn nè. Don't go to the woman. Công tàu sợ trầy mà nè. Miên hàng. Để miên chặt bò. Xoài. Phở phở. Speak to the woman. Để dây tao can sợ trầy. Thưa cá nó có nông hàng bọc cả. The woman stray dry that duck moto thong. The woman stray rip kai chi mui chun bor te. Chin ke ao yung mung pay. Con ai mơ video OP nó ngồi chọc ấy, con ai sẽ xe xong khẹp dù lực luôn ai nhấn á. Bà chăm nó xe thằng ốc con ấy đây. Rule, bốn ghế. Defining relative clause. We can use defining relative clause to give information. Chẳng hình là defining relative clause mình đây thà cứ clause này bắt đầu bỏ ra miếng để dừng trâu mình chạy một đồng mình nghĩa để dừng cầm phương thì dây ẩm phí dừng pra hú pra đếc đồng bây dây ẩm phí một đồng mình nghĩa chẳng lại này dừng hào ra defining relative clause. The woman stray nẹ đài bẹ ao bỏ ra hòm. Rưu có sợ trầy, nẹ đài bẹ áo phô bà hòm. Dương pra đẹp của bạn, pra hù của bạn. Lại nâng dương hào ta defining relative clause. Phía xa ông lễ dương hào defining relative clause. Mình đây là clause đại viên bà đo bò rà miên bằng thang. Tao ôi bà dụ khăn một nâng. Dương hào ta defining relative clause.
chúng nó không biết đến còn để bằng hà nhỏ còn giờ là defining relative clause nó cứ dùng bà bị đẹp các bạn bà bị hù các bạn xong bà chú môi mình đi và clay thế might the description cụ phó ca phó lý tờ nâng rụp hiệu write the answer sơ xê chậm lại and description hai nâng ca phó lý rồi dục tình ốc nó có nông nốt bút rồi bỏ nè 1. Buy the beef tinh sạch cổ vì butcher vì nhạc lụt sạch yeah. Who wear black hat nhạc đại bẹt mũa phó khám áo chân who wear black hat nó ghiêng hào thả defining relative clause. The old lady stray away chậm lại nhạc đại bẹt văn tà cà phía blue bread who wear sunglasses. The woman that owns stall là stray đã miên hàng tốt stall nó tốt tốt tuy tuy nhờ stall đã miên chặt bò lớn. By the pick call from the man tính chuộc vì bà rong mà nẹ đàn miền trường bọn lạc miền trường muối bà rong nó lụt chuộc miền trường muối. Use who bà vị who hai nâng vị đẹp đầm bay choanh bà vô bì nâng. You đó you do not need nẹ mân chăm bạch trao ca vị in bold so cho bạn thì write the complete sentences so say for you pinh nó không notebook rồi bạn nhé. Example the woman in the shop straight đài nó không hàng she wear để nên bẹt áo phổ khiêu. The woman in the shop straight nó không hàng để đài bẹt ao bỏ kiểu chẳng dừng vô bịa hù nó vô một choàn về để xa xì nè chứ mà lúc chứ dừng pra hù các bạn, pra đẹp các bạn dừng lục xì cháu thì dừng pra bịa hù bịa đẹp là ngoài. The woman in the shop that wear a blue coat speak to the lady she wear sunglasses chẳng dừng ai đã speak to the lady who wear sunglasses. He has a wife. She won the lottery. Niên chenek chenau chung. She has a wife who won the lottery. He has a sister who has green hair. Yang ma. Talk to the woman who worked there. Buy the beef from the woman who has a new market stall. There the other old lady who doesn't wear sunglasses. Chúng mình ai cho học chẳng. Describing people California mà nông địa take it in turn mình đã đạo vì chỉ về cái địa và việc hú và việc đẹp đồng bày define define nó cứ cầm lọc nấy chặt nấy define mà nông địa đứng đi tập đại cụ bọn nè. Your partner will try to guess đại cụ bọn nè đang chi dâm tìa thàn nè cầm phong define bệnh chạo nó nè. You will get point nhận được từ tổ bàn một phần tụ xong rạp tiền đến mỗi mối để nhận tía trầm trào. Doctor bị chạm mình đặt. Girl mình sấy. Father học phục. Mother mà đái. Boyfriend mất phép đại lọ học phật. Wife học phốn. Teacher cụ bằng riêng. Dentist bệnh thân mình. Khúc nó gửi trong phẩu. Khúc trong phẩu và khúc khớ trong càng. Boy mày pro cleaner nè xong ăn coffee seller nè lụa coffee businessman nè chung luôn farmer cả sĩ cò students fisherman nè nè sàn nâng pet singer nè chung riêng. Example a policeman. This is someone who wear a uniform. This is someone that catch criminal. Criminal nó cứ ukra đất chân á. This is someone who carry a gun. Niki chân nam nè đại can cấp lớn. Chẳng policeman. Yes, one point to you. Phần tụ mỗi tên nè chẳng lẽ đi kia ở dương lên game.
dây bọn đi hỏi miền mà nét chẳng tìa tìa trao cư rủ ở một bình tục. Và tất cả xa là cụ thọt video chẳng phố là đại tên kèm đi bản thế. Mrs. Mom, nữ sĩ Mom, look at the picture, relate mơ rụp hiếp. What is happening? Ta quấy công phố cả làng. Listen and read. Án hai nâng sạp. Án hai nâng sạp. Did Mr. Perret and Mrs. Mom receive a lot of money? Ta lộ Perret hai nâng nẹ sạy mộng. Ta tù bàn lời chỉ tràn rứ. Ta, ôn sạp, thằng ọc nế. Tape script 7.19.2. That was the best wedding I've ever been to. Me too. Mrs. Mom looked beautiful and Mr. Parrot was so handsome. They received so many envelopes with money inside. What do you think they will buy? I know. Mrs. Mom wants to buy a new rice cooker. She's using the rice cooker that my mother gave her when she first arrived at our school. I wonder where she can buy a good rice cooker. She can buy a new rice cooker from the store which is opposite the park. I remember she also said she wanted some new towels that are the same color as her bathroom. She can buy them from the shop which is next to the gas station. Maybe they will buy a new motorbike. Mr. Perret drives a motorbike which is 20 years old. There it is. It's the motorbike which is under the tree. The motorbike that Mrs. Mom drives is over there. It's the motorbike that has a red seat. It's also very old. Where would be the best place for them to buy a motorbike? A new motorbike would be a good idea. They can buy a motorbike from the garage that gives a 10% discount. I think they should also buy a new television. We bought a television which my uncle recommended. It's great. They could buy the same one. Hey, maybe they will buy the dog that my neighbor is selling. It's the dog which is always barking. They can take it for walks in the morning. I don't think they'll buy that dog. It's so loud. Well, whatever they buy, I'm sure they'll be very happy. Hello, look group of pride on staff. Ta lo phirat thai nan srei mom to tu ban loi chran ru. Uthin yei tha. Nó cứ chia phía phía đã là ổ bằng phát để phía bàn lọc tập. Hiện thà mi thu trong cái chân đài. Để xoay mốm mơ tới sọ sát hai lộ phía rất cứ mơ tới cứ sẵn hà nà. Vì sắc thà phụ kết tựa tù bàn sọ sọ bọt chỉ tràn để miền lưới nó khẳng khăn lòng. Money inside. What do you think? Ta đã cất thà phụ kết nâng tình ấy. Cô thi như vậy thả nhóm lân tha để xoay mốm trong tình chẳng tràn bài thơ mây mùi chẳng bài á, nàng bài thơ mây mùi nếu cầm phong pra ở chẳng tràn bài nâng để mà đài chôm oi niếng lô bê đàn niếng ban một lò xa lai dương đồng bông nhóm chứ ngol thì cần lấy nhóm chứ ngol hát tất niếng ai tình chẳng tràn bài thơ mây mùi nâng cứ nô cần lấy nà mình chẳng tràn bài cứ chẳng bài bỏ cho lòng chân năng bài thì xin lý rồi cuộc khờ nếu bạn tin chân năng bài thông mây mùi bị hàng đàn đầu tôn mục xuân cho bạn khiếm trăm tha niên bàn thì dây tha niên trang bàn cần xanh phục cô thông mây khắc đại đôi đừng bò nâu vật tục tất bọn liền niên bàn tin phụ viên bị hàng đàn đầu chọc nâng đi gas station thân đi bình cả năng. Vì sắc dây thả, maybe phải chỉ phụ kết nâng tinh một tô thông mây mùi hỏi, lộ phê rực nâng cư bạc một tô nâng đài miên ảnh dụng một thịt chân mòi. Nụ viện, vì chỉ một tô đài nó còn làm chờ, một tô đài nạ sợi mông bạc nâng cư nó tí nụ. Vì cứ chỉ một tô đài miên kẹp buộc ra hòm, chết nâng kẹp á, tại lại anh quên, kẹp buộc ra hòm, vì cứ chả. Ta cần lại đề lọ một phút xong rồi phụ quật tự tính một tố nó cứ lại nà.
Ủa thì tha mô tô thông mây nâng cư dư cầm lật ở phố kế ái tên mô tô vì cả ra đại bình cho hỏi đọc phía rồi chấm cất tha phố kế nâng tên tu tu thông mây mùi dương tên tu tu đại phố rồi bọc nhóm bàn ở dự bọc prap recommend vì ở trả phố kế ái tên ở vầy đôi khi bạn thì sẵn như ta hề và hai chị phụ kết nâng tình chí kai đã nẹ chết kháng bọc nhóm công phong lụ vì chị chí kai đã tài nhập rụt bạc và nọc rụt phụ kết ai chọc bia tỏ đà lấy nâu về Phật nhưng dì thật cho mình kết thật phụ kết nâng tình chí kai thì bia lừa và lại cả đôi phụ kết tính nhập ba nâng phụ kết nâng sắp bài kì chân ngờ bày nẹ nếp viên dây kì khi nâng thả phụ à lộ phê ra thay nâng đã sợi mồm nâng cả hơi nó ngư phải chỉ so lôi tình ấy á à khá ta tình chica à khá ta tình chức năng bay à khá ta tình mô tô nó ngư để đảm lộ phía rất là đẹp sẵn mong chẳng read the conversation and cả xoan tình đĩa mà đoàn tiết đại phụ cốm bẹt cần là bí đầy ví dụ như mùi nhìn mùi nhìn bẹt ra lắm số xế ví dụ bình lấy nó không lộn bụng bỏ nè. She can buy a new rice cooker. Nhưng ai tính cho nàng bài thông mấy mối bì hàng. Nè, đại viên nó tồn một lần. Vịt vịt nàng đại lắm. Vì bà chọc, vì sao vì chưa bà thọc. Vì bà bị vịt. Bà vịt của bạn, bà đẹp của bạn. Bà đẹp nó bà dù môi mà lô của bạn. Dù môi bà thọc của bạn, bà bà chọc nàng. She wanted some new towel. Nhưng trong tình, thật sai phụ cô thông mấy khắc. Chúng phụ ôn bờ ảnh bọt càng lớn ta thuộc chọc cho mùi lại nà. It the motorbike via chi mô tô. We bought television chứng bàn tình tù rù tù. Maybe bà hai chi phụ kế tình chi kè. Via cư chi chi kè. Chúng phụ ôn ai phụ cô bàn thế. Lâu chăm sạp hay tìm một tọt mơ. Tape script 7.19.3. 1. She can buy a new rice cooker from the store which is opposite the park. 2. She wanted some new towels that are the same color as her bathroom. 3. It's the motorbike that has a red seat. 4. We bought a television which my uncle recommended. 5. Maybe they will buy the dog that my neighbor is selling. 6. It's the dog which is always barking. Chúng vừa xin cô ôn sắp ở bán, ôn ai sắp sau là mấy nhầm ấy tiếng thôi. Rule. Defining relative clause, sing and animal. Chúng chỉ mỗi việc sing, rồi gọi animal, nâng dương ọt bà việc hù đề. Khi bà việc dead hay nâng weak, đầm bài join. We can use wigs or dead. Dương ai pra biệt wig rưu gọt dead đầm bay define relative clause. Defining relative clause đầm bay bắt đầu phòng miền này chạm bạch. Essential information là phòng miền này chạm bạch phòng miền này miền này dòi. Đầm bì vầy vầy. Bì vật thổ hay nâng sẵn. Chính như dô biệt dead hay nâng wig màu. Thì hó. It the motorbike that has a red seat. Vì cái chữ mô tô that has a red seat nó cái chữ defining relative clause. Vì là subordinate clause. Rồi có, dừng ai pra weak has a red seat các bạn. Dừng pra that bác pra weak các bạn. Unscribble the word to answer the question. Chẳng bồn ai unscribble the word number nè. Where can Mrs. Mom buy her new towel? Ta nè sài mông tình. Ai tình cần sài phụ cô thông bày bỏ niếng lâu cần lại nà. Chẳng chùm lái bồn ai mở. Dùng tụi ta mà ta bọt càng lớn của bạn bồn ai rô mó. Và riêng phía mó và riêng ạch trá bồn tụi mơ tụi lơ. Which is Mr. Perret motorbike? Ta một tô lộ Perret nó cứ mùi nà.
Where can Mrs. Mom buy a new motorbike? Ta nè sợi mom ai tình mô tô thuê mối nô cần lại nà. Which television did Woody buy? Ta vô thí tình tù tù mối nà. Which dog is beside neighbor selling? Ta nè chết khang bò beside nâng. Cùng phong lụt ca mối nà. Ai mời chùm lại vía nó không lỡ các bạn. Bởi ạ tập bọt. Ní. Ai dừng. Nhưng mà này dù là ai mơ từ mấy phụ này riêng phụ này dù là mất tạm lần mất. Whose car? Làm rộng bóng nâng nà. Look at the picture. Cô lấy mơ rộng phiếp. Read the short story and answer the questions. Write your answers in your notebook. You should write complete sentences. Lot of people drove to Mr. Parrot and Mrs. Mom. Wedding in their car. Khi ra một lúc này chẳng bật bò tàu áp bia lộ Parrot and Mrs. Mom lúc nông lan ở bóng bộ kỳ. Mr. Parrot brother bong prok rộ lộ Parrot mình làm mùi. It is next to the tree. Viết nơi chọc nâng đám chờ. Would he find the car? Lan nó bỏ hợp bốc của vụt thí. Nó bị cởi lan nó bỏ lộp phía rực. Bọn bỏ hợp bỏ lộp phía rực. Lan nó bỏ bỏ lộp phía rực. Hiên ăn khó khả. Mình là lan nó bỏ bú rồi bỏ hiên. Nói sợ ta position á. Position khá. Mình chạy bị cảm giác á. Mình chỉ tìm rộng cách ý hề. Mình là lan nó bỏ bú rồi bỏ hiên. Bài cộng. Flat tie. Mrs. Mom, Miss Mom, brother car, lán, robot, bong, pro, robot, cả nhà mom, bò lường, để miền thuyết, bò khiêu. Which is Mr. Parrot brother car? Ta lán, robot, bong, pro, lô, parrot, nó cứ ngồi nạn. It the car which is next to the tree. Vì cứ chỉ làn đây, nơi chốt nó đang chờ. Which car is Woody father cars? Ta làn rồi bỏ hộp bộ, bỏ hộp thí nó cứ làn mùi nà. It the car is cái bồn mơ này khăn lỡ nó. Đã đẹp thì chẳng mà, pra-defining relative clause chẳng mà. Which car is hiêng uncle car? Ta lan rồi bỏ phù rồi bỏ hiêng cứ lan ngồi nà. Ta lan rồi bỏ bong pro rồi bỏ cả nhà móng cứ ngồi nà. Chân bộ này mở hay sợ xê nâng mất. Give me a clue. Rồi nhóm nó biết. Đâm rồi. Take it in turn. Đã vì chỉ với nằm bài pra electric clock bỏ lìa vầy vầy tạo đại cứu vầy nè. He see, quạt niếng nâng xa hai tía, ở vầy đại nạng cầm bóng bọt nìa. This is something that you can write with. Ní cứ chưa vầy vầy đại nạng ai sơ xê viên. Pencil? Yes. Kéo chữ. Linh kém nâng à. Lại là xa, cụ thọt vì tổ mần ai thua ôi, ôn ba. Vì chung lại bê dụ bê. The day after, thằng ai bần tổng. Vụt thí bị sật anh hiếng, vụt thí bị sật anh hiếng, trâu ta tênh vầy vầy đồng bài chuột vụ kê xong ác. Bần tỏ bị áp bì bì bìa. What do you think? Ta nẹ cực thả vụ kê trâu ca vầy. Listen and read. Vụt thí hiếng bị sật out talking, what are they planning? Vụt thí hiếng bị sật. Cầm phong này dạy kìa, ta phụ kế cầm phong biên cầm rộng anh ca thừa ấy. Đó, ôn sạp thẹp nhé. Tape script 7.19.4. Who is the man that is standing next to the yellow motorbike? He is the man who hired the tent to Mr. Parrot. He will start taking it down soon. So we should begin by cleaning the inside of the restaurant first and then clean outside after he has gone. Agreed? Yes, agreed.
What do we need? Well, we need a mop and bucket to clean the floor. You can buy them from the new store in town. Which new store? The new store that has a huge blue and yellow sign. The man who used to sharpen knives works there. We also need two brooms, which you can buy from the same place. Yes, I know that store. Anything else? Buy 5 liters of floor cleaner. Buy the floor cleaner that smells like lemons. Please don't buy the purple floor cleaner which smells like flowers. I don't like it. We also need lots of plastic bags and glass cleaner. Yes, we do. But don't buy them from the same store. You can buy the glass cleaner from the woman who is a cook at our school. She has a market stall, which is in a small market near the bus station. She has a sister who also works there. Yes, I know her. Who's going to clean the toilets? I'll do that. I will need a pair of rubber gloves to protect my hands. Buy the rubber gloves that are in the yellow and blue packet. They are very strong, and I need a sponge to clean around the hand basin. Anything else? We can use the dustpan we just in the cupboard to sweep up outside, so you don't need to buy one. And don't forget to bargain with the sellers in the market. Buy from the person who gives you the best price. Okay, I'll go straight away. Where's my bicycle? It's the bicycle that I ride to school every day. There it is. It's next to my bike. Oh, yes. Okay, see you later. Bye. 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 Lolo Kru bọc prai bôn sạp. Who is the man that is standing next to yellow motorbike? Ta bò rò. Ta nu. Ta bò rò. Nu kư chân là nà. Who is the man ta bò rò? Cư chân là nà. Đẹp. Đáng. Cầm phong chò nơi chọp nâng mô tô bò lửa. He is the man. Quát cư chân bò rò. Hù nẹ đài. Hire chuột khi xây chia tay được cán chuột tăng ai lục thế rồi con đang chập làm vô vị chập 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 này để cho nó dừng cua tại chập làm đòi ca sống an lâu càng long phôi chỉ để than làm bồ hói bần to mất sống an lâu càng cào bần to pi còn bàn tập để quý vô trọng thế Lý kia xe chia tay cho các cái thèm đi thì sao vì mình đi hỏi nhá. Yes, agree. What do we need? Ta dân trao cả ai? Well, we need a mop and bucket to clean the floor. Mop mop mê nê tha à bà đập dân chú tế. Dân trao cả bà đập chú tế rồi mop dân chú tế à bà đập chú tế chú lụ tất lúc. Bucket bucket nó cứ thông tất. Đôi dương mà đọc chút tiết mình là mà đọc dương chút hơi. Mình dương dương mà cho con nó bạc khách nó là cứ mop and bạc khách. To clean the floor là bây xong an floor nó. Ra là nó. You can buy them. Nên ai tính phụ bia bì hàng thamay thamay nó không tì cổ. With new store ta hàng thamay thamay mùi nà tớ. The new store hàng đài đẹp 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 miên chút chút nó thổng blue khiếu yellow để miên sành nha bò khiếu hay nâng bò lương thổng mùi bà rõ đẹp lọp sắp hành một cầm bật xâm liếng cầm bật để thuốc ca nó tí nụ dưỡng trao ca ẩm bọc vì broom ẩm bọc để nế ai tỉnh vì hàng vì cả lại đại nâng yes nhưng mà chúng ta hàng luôn. Anything else mình em xin tiết tế. Buy tính 5 liter of floor cleaner cho người ta tên nhà tất. Xong rồi chút xong át còn ra prom lắm. Xong rồi chút xong át nữa. 5 lít mỏ. Bố dân tất liền xong át nữa. Tính floor cleaner đại miên rùi chịt. Nên đại thông khăn. Smell nó thông khăn. Đại thông khăn cổ chú mà. Xong cũng tính nhập purple floor cleaner đập tật chút đẹp vò xoài để miền khăn cá nhưng mà chưa chật biệt để dưỡng trao ca thong plastic tràn tế hay nâng glass cleaner đập dưỡng chút cái chọn
Yes, we do. Dương trao cả. Còn bạn ta cùng tinh phụ viên bị cả là hàng từ đáy là nè ai tinh nó cả là glass cleaner. Vì stream nè nè đáy là cứ chỉ trong phâu nó sẽ là dương. Nhưng miên là hàng tộp nó xa môi đáy nó không xa tội. Nó chất bus station thà đi làm công năng. Nhưng miên sister mà nè, phụ stream nè đáy thua ca nó tí nụ. Yes, I know her. Nhưng chúng ta có đây. Hù, nó ná nâng dùm ạt bằng côn. Hiện thật nhóm nâng thừa về. Nhóm nâng trâu ca à trong đây cho một cú. Tâm bây ca phía đại phía protect. Tên nhà trong đây cho đại miền cái chọc. Phải khít cái chọc bò lương hay bò khiêu á. Bộ viết cứ rừng mòn. Hãy kiếm trâu ca spong đầm bay xong át nói chung với nhà hand basin và sang liền đai nâng hand basin mà sang liền đai spong là phải cho tuần tuần á cho chúng ta đạp liền chan liền ấy và nó là spong nè để bong ấy bong nhưng lúc ra khiến tuần tuần á anything else mình đẹp xin đi tế nhưng ai pra das pen thông xong rám đài vì nó có nông khắp bớt đầm bầy chút nó khẳng cảo để chứ nên ai mình trâu tình mùi tê thái cùng plích tỏ thay thì mùi nợ lũ phong nông xa nâng tình phi sập trây đẹp đo lòi nẹ nâu đầm lây đòm hót á. Ok, khi ông tập liềm liềm ta còn một khi ông nói nè vì cứ chỉ con đài khi ông chi tao sẽ là rõt ngay rứ nâng ơi, nụ vì nó chết một tổ, vì nó chết con một nhóm. Yes, ok. See you later. Bye bye. Nên bởi sân bồn đọc được cụ vọng ra toàn bộ này mới xa lạc với nhá. Mẹ riêng những người quen mình tệnh. Mike the word in the box with the pictures. A pair of rubber gloves, plastic bag, a broom, dustpan, a mop and bucket. Yeah, mop and bucket. Mọc anh ấy bucket. A spawn này. Rạp chừng liền tra liền ấy nhé. A spawn. Tuần tuần á. Make the question to their answer. Chân phố này phụ quân lần này mất. Okay. Defining relative clause. Remember chọn chăm thà. Dân ai pra hú hay nâng đẹp xâm rạp một lùm đi. Nè mình ai pra hú xâm rạp vật thổ thế ná. Dân ai pra huyết hay nâng đẹp xâm rạp vật thổ hay nâng sạch. Nhưng mình ai pra viết xâm rạp một lúc bàn tê. Nhưng bọn chám á, relative clock. Relative pronoun nâng. Ta phía hùi nâng đẹp. Hùi nâng đẹp pra dùm mùi một lúc. Hú ạt pra mùi vật thổ tê. Viết nâng đẹp pra dùm mùi vật thổ hay nâng sẵn. Còn ta dùm mình ai pra viết dùm mùi một lúc bàn tê. Bọn chám lại nâng. Important to me. Complete the grid. But don't let your partner see. Your partner will ask you questions and try guess what you have written. A person who I like a lot. Something that I carry with me every day. Something that is important to me. Something which I would like to buy. This is something that I carry with me every day. Is it something that you bought from a shop? Is it something which you use in class? Is it something that you write with? Is it a pen? Okay, chẳng bị điên những cái chọc và nắng cứ nó không bị điên cái ôn cho lòng vì cả pra relative pronoun nó không defining relative clause cần là chụp ảnh. Bạn xong một con phố mốt để bàn chụm lại về bởi liếc riêng mơ vị thổ lục rú vị đá mô đàn chọc. Chụm rịp liếc con phố đàn ọc nế. Goodbye. Chụp nế bị đến tí mập hầy.